Mỹ Deverary R. O'Connor, 54 tuổi, bị phát hiện là người nhẫn tâm bỏ con mới sinh chưa đầy một ngày tuổi ra khỏi ô tô, vào gần 21 năm trước. Deverary bị cảnh sát quận Cumberland, bang North Carolina bắt giữ và khởi tố về tội giết người cấp độ Y vào hôm 20 tháng 2, 12 ngày trước dịp kỷ niệm 21 năm ngày mất của đứa trẻ. Theo cảnh sát, ngày 3 tháng 12 năm 1999, một người lính trông thấy chiếc túi ni lông đựng rác bị vứt khỏi ô tô, bên trong có thi thể bé trai sơ sinh chưa đầy một ngày tuổi chưa được cắt dây rốn. Sau thời gian kêu gọi bố mẹ bé trai xuất hiện không thành công, cảnh sát quận Cumberland đặt tên bé là Michael và làm lễ an táng. Dù vậy, cảnh sát vẫn không từ bỏ việc tìm ra cha mẹ của đứa trẻ. Deborah Reed O'Connor, ảnh Cumberland County Sheriff's Office. Cảnh sát đối chiếu ADN của Michael với hàng chục người phụ nữ bị tình nghi, nhưng không có kết quả. Sau hơn 20 năm, cảnh sát cuối cùng cũng có bước đột phá khi gửi ADN của Michael tới công ty chuyên cung cấp dịch vụ pháp y phá hệ. Dựa vào cây da phả của những người cùng huyết thống với Michael, cảnh sát dần loại trừ và xác định được Deborah. Làm việc với cảnh sát, Deborah đã thừa nhận là mẹ bé trai nhưng chưa nói rõ nguyên nhân vứt con. Hiện, Deborah bị giữ tại trại giam quận Cumberland và không được nộp tiền bảo lãnh. ADN phá hệ là công nghệ mới đã giúp phá nhiều vụ án, trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là trường hợp kẻ bị tình nghi thực hiện ít nhất 13 vụ giết người, hơn 50 vụ hiếp dâm và hơn 100 vụ trộm cắp. Trong vụ án này, hung thủ để lại ADN tại hiện trường, nhưng hắn chưa từng bị bắt giữ nên việc đối chiếu ADN với cơ sở dữ liệu không khả thi. Hắn chỉ bị bắt khi cảnh sát dựa vào công nghệ ADN phá hệ và phát hiện hung thủ có chung người kỳ với 10 đến 20 người họ hàng xa. Quốc Đạt theo The News và Observer's Blog Ask Why.